Trước khi Roman Abramovich hiện diện ở sân Stamford Bridge, Chelsea chỉ là một tập thể thuộc diện trung bình khá tại xứ sở sương mù. Người hâm mộ có lẽ biết đến The Blues chủ yếu nhờ sự góp mặt của những ngôi sao đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Zola, Hasenbank, Disraeli. Hàng núi tiền đã được Abramovich đổ vào Chelsea, biến họ lột xác thành một ông lớn thực sự, không chỉ của bóng đá Anh, mà còn trên bình diện châu Âu. Hãy cùng Saba nhìn lại đội hình họ sử dụng ở mùa giải 2003-04, thời điểm vị tỷ phú Nga mua lại. Thủ môn Carlo Cudicini. Mùa giải đầu tiên dưới triều đại Abramovich, Cudicini bắt chính 40 trận và chỉ lỡ những trận cuối sau chấn thương bàn tay phải. Tuy nhiên, đến hè 2004, khi Mourinho đến và mang về Pesce, thủ thành người Ý mất chỗ đứng. Đến năm 2009, Cudicini chuyển sang Tottenham nhưng cũng không được trọng dụng. Anh chơi cho LA Galaxy một năm trước khi giải nghệ. Hiện tại, Carlo đang đảm nhận vai trò là người huấn luyện nhóm các cầu thủ Chelsea đang được đem cho mượn. Hậu vệ phải Mario Melchiot. Đây là vị trí có sự cạnh tranh gay gắt nhất khi Melchiot và Glenn Johnson thay phiên nhau đá chính liên tục. Tuy nhiên, hậu vệ người Hà Lan do chơi nhiều hơn 3 trận nên được Saba chọn lựa. Ngay sau mùa giải 2003-04, Melchiot cũng rời đi và gia nhập Birmingham. Hiện anh đang định cư ở Los Angeles và làm chuyên viên phân tích thể thao. Trung vệ John Terry. Không cần phải nói quá nhiều về đội trưởng của Chelsea khi anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và gắn bó gần hết sự nghiệp với đội bóng. Sau khi chia tay Chelsea năm 2017, Terry chuyển sang Aston Villa đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên. Hiện tại, anh đang làm trợ lý cố vấn chiến thuật cho đội trẻ Chelsea. Trung vệ William Gallas. Sát cánh cùng Terry mùa giải năm đó chính là hậu vệ người Pháp Gallas. Tuy nhiên, cảm thấy không vui vì bị xếp đá ở nhiều vị trí dưới thời Mourinho sau đó, anh đã đòi ra đi và gia nhập Arsenal. Gallas dành những năm tháng cuối sự nghiệp trong màu áo Tottenham và Perth Glory trước khi giải nghệ vào năm 2014. Gallas hiện thường xuất hiện với vai trò chuyên gia phân tích trên một kênh truyền hình Pháp. Hậu vệ trái, Wayne Bridge. Sự nghiệp của cầu thủ này tại sân Stamford Bridge khá ngắn ngủi khi anh chỉ tỏa sáng mùa đầu tiên. Những mùa giải sau, vị trí của anh lần lượt được Gallas và Ashley Cole đảm nhận. Bridge gắn bó với Chelsea tới năm 2009, rồi chuyển sang Man City và giải nghệ năm 2014 trong màu áo Reading. Hiện tại, anh đang làm quản lý các kênh truyền hình, radio và podcast. Tiền vệ trung tâm, Claude Makélélé. Rời Real Madrid, tiền vệ trụ người Pháp đã hòa nhập rất nhanh chóng vào môi trường mới và trở thành trụ cột nơi tuyến giữa Chelsea. Makélélé cống hiến 5 mùa giải cho Chelsea trước khi gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh trở lại The Blues với tư cách là cố vấn kỹ thuật vào năm 2019 và thể hiện tầm ảnh hưởng rõ ràng. Tiền vệ trung tâm, Frank Lampard. Cùng với Terry, Lampard là cầu thủ thi đấu lâu nhất trong thời kỳ hoàng kim của đội bóng. Frankie đã chơi tất cả 38 trận đấu ngoại hạng Anh ở mùa giải đó nên thật dễ hiểu khi anh có biệt danh người không phổi. Lampard giải nghệ năm 2016 rồi bước sang sự nghiệp huấn luyện viên. Câu lạc bộ hiện tại anh đang dẫn dắt là Everton. Tiền vệ trái, Jesper Kroenkeaer. Mùa giải trước đó, cầu thủ người Đan Mạch đã ghi bàn thắng quý như vàng vào lưới Liverpool giúp Chelsea giành vé dự C1 nhưng anh cũng chỉ trụ lại ở mùa giải đầu tiên của kỷ nguyên Abramovich. Sau này, anh lần lượt khoác áo Birmingham, Atletico Madrid, Stuttgart. Cuối sự nghiệp, anh hồi hương chơi cho câu lạc bộ FC Copenhagen và theo đuổi nghề bình luận viên trên sóng truyền hình quê nhà. Tiền vệ phải, Damien Duff. Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea, anh đã nhanh chóng để lại dấu ấn với tốc độ và sự khéo léo nơi hành lang cánh phải. Sau đó, Duff đã kết hợp ăn ý với Roman và tạo ra đôi cánh thiên thần nổi tiếng của Chelsea. Năm 2006, anh chia tay The Blues và chơi cho một số câu lạc bộ trước khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở quê nhà. Sau này, Duff tham gia sự nghiệp huấn luyện, đi dần từ cấp độ đội trẻ và hiện là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ nổi tiếng Ireland Salmon. Bộ đôi tiền đạo Eidur Jonsen, Jimmy Floyd Hasenbank. Abramovich đến và dĩ nhiên hàng công là nơi ông muốn nâng cấp nhất. Tuy vậy, hai tân binh Crespo và Mutu đã không đáp ứng được kỳ vọng. Do đó, Ranieri phải quay trở lại với cặp tiền đạo cũ. Gut Jonsen và Hasenbank rõ ràng chơi ăn ý với nhau hơn rất nhiều. Tuy vậy, đây cũng là lần cuối cả hai được sát cánh cùng nhau. Mùa giải sau đó, Hasenbank bị đẩy đi Middlesbrough để dọn đường cho Drogba và Kedman. Còn Gut Jonsen được giữ lại đến 2006 trước khi gia nhập Barca. Công việc được ghi nhận cuối cùng mà tiền đạo người Iceland làm là trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Hasenbank thì đang dẫn dắt câu lạc bộ Burton Albion ở giải hạng 2 Anh. Trên đây là 11 cái tên đã đặt nền móng cho thời kỳ hoàng kim của Chelsea dưới thời Abramovich. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả đối với video này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số sau.